Con người chúng ta đây ai cũng giống nhau hết, nhưng mà con người có giữ giới thì con người đã trở thành con người đức hạnh, con người đã được kính trọng. Vì vậy đó mà một thầy tỳ kheo tu thì ban đầu đó là Đức Phật cho có bốn cái giới căn bản. Giới tức là sát, đạo, dâm và vọng, bốn giới này. Cho nên bốn cái căn bản này đó, thì Phật tử tại gia chúng ta đó, cũng có bốn cái này: sát, đạo, dâm, vọng, bốn này. Đây là gọi là giới. Nhưng mà do giữ giới này đó, thì lần lần cái thân này đó, nó thanh tịnh lần ra và biến cái thân tứ đại này đó, cái thân ô uế này đó, trở thành ở cái thân trong sạch mà ta ví như đó là hoa sen. Cho nên người đó thì ai cũng như ai hết, nhưng mà có tu có giữ giới đó, thì từng bước cái thân chúng ta trong sạch lần và biến thành ra cái đức hạnh mà được mọi người kính trọng. Ta nghiệm lại ta thấy cái phần căn bản này đó: sát sanh, hại mạng, gian tham, trộm cắp và tà dâm, nó dối bốn cái này. Cái nhơ bẩn của ta là chỗ này. Mà nếu hãy làm bốn cái việc này đó, cũng con người mà ta nhìn ta thấy, ta nói là con người này con người tội lỗi này, con người nhơ bẩn này, con người này không ai muốn gần. Tại sao vậy? Vì ta tới chỗ nào nữa thì thiên hạ nghi chúng ta ăn cắp, ăn trộm. Thành ra ta tới chỗ nào đó thì mọi người phải dè dặt coi chừng chúng ta nữa, sát hại nữa, người hung ác nữa. Rồi ta ở trong chúng ta nói cái gì cũng thiên hạ không tin hết, rồi ta hay nói dối, ta không nói thật. Đây là những cái tội lỗi của con người. Con người nhơ bẩn là do cái này. Mà bây giờ tu thì cái trường hợp đó, Phật tử tại gia Đức Phật cũng dạy bốn điều này. Mà Phật tử xuất gia Đức Phật cũng dạy bốn cái điều này, là bốn điều căn bản nhất. Thành ra cố gắng giữ. Mà giữ được cái này đó thì được mọi người tin cậy, mọi người kính trọng. Thì đây cái bước ban đầu của chúng ta tu hành là người Phật tử. Cho nên cũng là Phật tử, nhưng mà có người thì lại người ta chấp nhận được, mà có người không chấp nhận được. Cũng là người xuất gia tu hành, nhưng mà có người thì cái trường hợp này người ta kính trọng, mà có người ta xem thường. Xem thường là tại sao? Tại vì không giữ giới này. Tại nên bốn cái giới căn bản này đó, là tại gia hay xuất gia gì đó cũng phải giữ hết. Cho nên có thọ giới hay là không thọ giới mà phạm phải bốn cái này đều có tội giống như nhau hết. Nên có nhiều người nghĩ rằng thôi bây giờ mình không thọ giới để mình khỏi tội, phải không? Mình không thọ giới để khỏi tội. Nhưng mà không thọ giới nó, cái này thuộc về tánh tội. Cho nên không thọ giới cũng tội, mà thọ giới cũng tội. Nhưng mà khi chúng ta thọ giới rồi đó thì sao? Tại vì ta có thọ giới, cho nên ta có cái ý thức về giới, ta có cái ý thức về giữ giới. Ta có một cái ý thức về giữ giới, cho nên lúc bây giờ gần chúng ta nhất là Thiên Long Bát Bộ chúng hộ trì chúng ta, tức là giúp cho chúng ta, bảo vệ chúng ta để chúng ta khỏi phạm giới. Rồi bây giờ đấy, chư Phật cũng hộ niệm cho ta nữa. Cho nên nhờ như vậy nữa mà giới chúng ta được thanh tịnh. Thành ra giới chúng ta được thanh tịnh. Mà khi giới chúng ta được thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ
hộ pháp Long Thiên đó mới có thể gần gũi tiếp cận chúng ta, Phật mới có thể gia bị tới chúng ta được. Đó là cái bước thứ hai mà chúng ta tu hành. Cho nên hơn nhau là chỗ đó. Một người mà có giới, người mà có đức hạnh thì cái người đó được hộ pháp Long Thiên gia bị rồi, được Phật hộ niệm. Nhưng mà được hộ pháp Long Thiên gia bị tới chúng ta thì sao? Thế nên kinh nghiệm tôi thấy, thế nên hộ pháp Long Thiên gia bị tới cho chúng ta đó, thì thường họ có những cái điều họ mách bảo cho chúng ta biết trước những cái việc mà sẽ xảy ra chúng ta. Có thể nói là cái kinh nghiệm tu của tôi đó, tới hôm nay đó thì gần 70 năm rồi. Cái kinh nghiệm tôi thấy thế. Cho nên phần lớn mà tôi thoát được hết tất cả những cái tai nạn tôi, là điều nhờ hộ pháp Long Thiên mách bảo. Cái này quan trọng. Mà tại sao họ mách bảo? Tại do ta giữ giới thanh tịnh, cho nên cái thân chúng ta thanh tịnh, cái tâm chúng ta thanh tịnh, thì bây giờ Long Thiên hộ pháp mới tiếp cận thôi. Đây là quan trọng. Cho nên chư thiên và chúng ta nó cách nhau rất là xa. Tại sao cách xa? Tại vì thân chúng ta nhơ bẩn, tâm chúng ta nhơ bẩn. Cho nên tâm chúng ta nhơ bẩn, thân chúng ta nhơ bẩn, cho nên chư thiên không dám tới gần chúng ta. Tại chúng ta phạm phải cái tội sát đạo dâm vọng. Cho nên bốn cái tội nặng này đó, nó làm cho chúng ta trở thành ra cái gì đáng ghê tởm, đáng sợ này. Cho nên chư thiên không dám tới. Mà bây giờ nó do giữ giới được thanh tịnh, do chúng ta thọ giới, thành ra do chúng ta thọ giới và do chúng ta giữ giới, thành ra thọ giới và giữ giới, thì lúc bây giờ nó tự nhiên cái tâm chúng ta thanh tịnh, mà tâm chúng ta thanh tịnh thì nó làm cho cái thân tâm thanh tịnh theo. Cái tâm thanh tịnh cho nên nó làm cho cái thân chúng ta cũng thanh tịnh theo. Mà tùy theo cái mức thanh tịnh hay là tùy theo mức độ giữ giới chúng ta nữa, mà chúng ta tiếp cận được với chư thiên và chư thần. Mà tiếp cận được với chư thiên và chư thần thì bây giờ chư thần họ mới mách bảo ta được chứ. Tại vì họ thương chúng ta, họ tiếp cận với chúng ta. Mà tiếp cận bằng cái gì? Tức là bằng cái tâm. Cái tâm của họ và cái tâm chúng ta nữa, nó giao được với nhau. Chỗ này người ta gọi là thần giao cách cảm. Cho nên cái người mà có cái tâm thanh tịnh, cái người đã dễ nhận ra được cái thế giới chung quanh chúng ta lắm. Còn cái tâm ta không thanh tịnh thì thường thường chúng ta bị mắc kẹt vào vật chất, cho nên đây ta gọi là ngũ quẩn ngăn che này, đúng không? Cho nên bị ngũ quẩn ngăn che, cho nên giữa ta với chư thần không gần gũi được, giữa ta với chư thiên không gần gũi được, giữa ta với các vị Bồ Tát cũng không gần gũi được. Cho nên cái mức độ giữ giới của chúng ta nữa, thì nó làm cho chúng ta tiếp cận được. Mà do cái mức độ giữ giới chúng ta nữa, ta tiếp cận được với chư thần, chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật á, thì trở lại thực tế này sao? Ta đã trở lại thực tế trong cuộc sống này nữa, những người tốt họ cũng tìm tới ta thôi. Thế nên trên cái bước đường tu ta nữa, tức là những người bạn tốt họ tìm tới ta. Nên nó có người thưa với tôi nó là cái trường hợp này: con muốn tu, con muốn làm người tốt, nhưng mà tại sao chung quanh con toàn là người xấu không? Tôi mới bảo họ, tôi nói là anh muốn tu, anh muốn làm người tốt, nhưng mà thiệt ra đó anh muốn chứ anh chưa làm, phải không? Anh chưa làm người tốt, anh chưa là người tốt, thì làm sao người tốt người ta dám tới với anh được? Tại cái
cái nghiệp của anh còn nặng quá, ta nhìn ta thấy anh nữa là cái ác hại đó, cái gian tham, cái hung dữ này, những cái tánh xấu. Cho nên Tổ Huệ Đăng, Tổ Huệ Đăng trước khi đi tu, Ngài là một nhà cách mạng. Ta nói như Ngài là một nhà cách mạng, nhưng mà vì không thành công cho nên Ngài mới trốn vào trong miền Nam mình, Ngài tu. Ta nói khi mà tới gặp Tổ Hải Hội, Tổ Hải Hội là người đắc đạo. Người đắc đạo chỗ này là chúng ta nói rõ ra nữa, là do Tổ có giữ giới, do tâm của Tổ thanh tịnh, cho nên Tổ nhìn Ngài Huệ Đăng là Tổ biết rồi. Tại vì tâm thanh tịnh cho nên nhìn thấy biết được, biết ông này có một cái tâm lượng tốt không? Ông này là có cái tâm lượng tốt, nhưng mà không ai gần gũi ông này được hết. Là tại sao vậy? Là tại vì ông đi làm cách mạng cho nên cái tâm ác ông có. Ta nói người đi làm cách mạng mà không thù hận thì làm sao làm cách mạng, phải không? Nên kinh nghiệm tôi từng thấy cái này. Tại sao ta đi làm cách mạng? Là tại vì ta có cái tâm thù hận. Tại sao ta thù hận? Là tại vì ta nhìn thấy cái bất công ở trong xã hội. Nên cái bất công ở trong xã hội cho nên ta muốn xóa cái bất công này đi. Muốn xóa cái bất công này. Mà khi chúng ta muốn xóa bất công này nữa, thì lúc bây giờ nữa, đương nhiên ta phải đương đầu với nhiều cái thế lực mà thù nghịch. Tại vì ta thù nghịch cho nên mọi người phải thù nghịch với ta thôi, đương nhiên như vậy. Cho nên lúc bây giờ nữa, Tổ Hải Hội nhìn thấy Tổ Huệ Đăng, thì bây giờ nữa Tổ mới nói: ông có căn lành, ông có trí tuệ, nhưng mà vì cái tâm thù hận lớn quá, phải không? Tâm thù hận là thuộc về Atula, phải không? Cái tâm thù hận lớn quá cho nên lúc bây giờ đó là chư thiên và chư thần họ rất là sợ. Cho nên bây giờ đó tôi cho ông bộ kinh Pháp Hoa này, ông chung vào trong hang đá ông tu đi. Ông cứ thọ trì cái bộ kinh này, tìm hiểu cái nghĩa lý sâu xa ở trong cái bộ kinh này, rồi nhờ cái bộ kinh này mà nó quét sạch cái tâm thù hận ông đi. Này gọi là tu giới này. Cái quan trọng nhất là chỗ này nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, Tổ Huệ Đăng mới ôm cái bộ kinh Pháp Hoa đi vào ở trong cái hang, người ta gọi là hang ông Hổ, ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, tu ở đó. Thành ra bây giờ đó, Tổ Huệ Đăng dành hết thì giờ ra để đọc tụng cái bộ kinh này. Ta nói trong bộ kinh này nó chủ yếu là cái gì? Tức là giới. Chỗ này là giới, tức là làm sao mà cái thân chúng ta nó phải trong sạch như hoa sen, phải không? Ở trong bùn không nhiễm bùn đây, cái này chính. Cho nên quý vị tụng kinh, quý vị tu mà không hiểu được nghĩa thú của kinh mà thực tập thì cái trường hợp này nhiều khi chúng ta tu suông không có kết quả. Cho nên ở trong hang núi như vậy tu hành không tiếp cận với ai hết. Cho nên không tiếp cận với mọi người thì lúc bây giờ nó cái tội lỗi nó không nhân đầu để phát sanh. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta, phần lớn các thầy tỳ kheo mà đắc giới và giữ giới thanh tịnh là tôi thấy khi thọ giới xong hầu hết họ ẩn tu, họ kiết thất. Cho nên khi tôi gặp Hòa Thượng Quảng Đức, Hòa Thượng nói tôi này,
khi thọ giới cụ túc xong thì bây giờ đó, tôi mới lên núi, lên núi cất thảo am, ở trên đó nhập thất 3 năm để tụng kinh Pháp Hoa. Đấy là Hòa Thượng Quán Đức. Cho nên một con người tu mà có kết quả là tay ở trên núi không tiếp cận với ai hết, mà không tiếp cận thì phiền não không phát sanh, phải không? Cho nên kinh nghiệm tôi thấy cái này rõ. Cho nên một thầy tỳ kheo mà không tiếp cận với cuộc đời tu hành thì lúc bây giờ là tất cả các cái ác nghiệp ở trong con người mình nó không sanh lên nữa, nó không khởi lên nữa. Cho nên tất cả các loài muôn thú nó có thể gần gũi với mình. Cho nên kinh nghiệm tu của tôi cũng thấy này đó. Cho nên trong cái thời gian mà tôi ở trên núi Chi Vải tôi tu, cái này vào khoảng độ 60 năm về trước, thành ra tất cả các loài chim, các loài thú nó không sợ mình nữa, phải không? Tại vì cái tâm sát hại mình cũng còn, mình không có cái ý sát hại, mình không có cái ý thù nghịch, cho nên lúc bây giờ nó thấy mình cũng thân thương, cũng gần gũi. Thành ra chỗ này nó có nhiều người nói với tôi nữa, nếu cái người nào mà ăn thịt chó thì chó nó thấy nó sủa dữ lắm, phải không? Tại thường hay ăn thịt nó, cho nên nó có cái cảm giác đó, là cái người này đó sẽ giết nó. Tại sao vậy? Tại người ăn thịt chó là thấy chó muốn ăn, phải không? Tại vì mình muốn ăn nó cho nên nó phải sợ mình chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên do cái giữ giới thanh tịnh, mà khi mình thanh tịnh rồi mình biết đó, thì tất cả các loài giả thú mình không có ý sát hại nó nữa. Cái này chỉ mới có một giới thôi, cái giới sát thôi, nhưng mà tất cả các loài đều thân thiện với mình thôi. Ta nói cái người hiền muốn gần gũi mình, mà cái người hung dữ nữa họ cũng muốn gần gũi mình, tại họ gần gũi mình họ không thấy sợ, phải không? Đây trên bước đường tu cái thực chất là chỗ này. Cái khi mà cái ý niệm sát hại không còn nữa thì mọi người dễ gần gũi với ta. Cho nên Tổ Huệ Đăng nhập thất 3 năm ở trong hang ông hổ đó, thì khi mà Ngài trở ra ngoài thì lúc bây giờ đó, tất cả mọi người đó, tìm về tới với Ngài mà học đạo. Cho nên phần lớn tu thì chư tăng ít có chịu khó, chịu khổ thực tập, nhưng mà cứ muốn làm thầy thiên hạ, muốn thiên hạ phải theo mình, thì cái trường hợp này là cái phạm sai lầm lớn. Tổ Huệ Đăng là cái người nếu mà chuyên tu làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh, tức là giữ giới cho thanh tịnh, mà khi giới thanh tịnh rồi nữa thì bây giờ nữa, tất cả các loài giả thú nó rất là thân thương với Ngài, phải không? Rồi bây giờ nữa, tất cả các thầy mà muốn học muốn tu nữa thì họ cũng tìm tới, họ tìm tới Ngài để học chứ, tìm tới Ngài để tu. Thì tìm tới Ngài để học cái gì? Nó Ngài tu làm sao mà tất cả các loài giả thú nó không sợ Ngài nữa, phải không? Ngài tu sao mà mọi người nó nhìn thấy Ngài đó cảm thấy an lành? Đây cái sở đắc của chúng ta. Tại sao họ theo Tổ Huệ Đăng? Là vì họ tới với Ngài họ thấy tâm mình an. Cho nên lấy cái ý này nữa mà khi soạn kinh Pháp Hoa tôi có nói một câu nữa: ai gần người này tâm cũng được an, phải không? Tại vì tâm của người này đã thanh tịnh rồi, tâm người này nó không muốn sát hại, tâm người này không có ý thức muốn lấy của người khác, thì như vậy đó, ai cũng có thể gần gũi được. Mọi người không dám gần chúng ta là tại sao vậy?
là vì họ sợ chúng ta lấy của họ, phải không? Cho nên tôi thấy có những thầy tỳ kheo đó mà quanh năm suốt tháng đó, cứ ôm sổ đi xin tiền, phải không? Nói là xin tiền cất chùa. Mà mấy chục năm sau tôi gặp lại, tôi hỏi thầy cất chùa được chưa? Nói dạ chưa. Đi xin tiền cất chùa cả đời mà tới cuối cùng cũng không có một cái chùa để ở, không có cái am nữa. Đây là điều quan trọng nhất. Nên ở trong Kinh Nguyên Thủy mà Đức Phật dạy, ta nói các thầy tỳ kheo đừng có bao giờ đi khuyên góp người ta, phải không? Đừng bao giờ đi xin tiền người ta. Ta nói giống như một con chim mà quý vị cứ nhổ lông nó thì nó chết rồi, phải không? Ta nói bây giờ đó, cái con rồng ấy mà nó có một hạt ngọc, mà bây giờ đó mà ông thầy nó muốn xin cái hạt ngọc của nó, phải không? Là nó không tới không nữa, phải không? Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, cái điều thứ nhất là cái người giữ giới thanh tịnh là người đã trở thành người vô hại trước, phải không? Ta nên một thầy tỳ kheo nữa, hơn người khác đó, là hơn ở cái chỗ mà vô hại này. Đây là quan trọng nhất. Ta chưa làm được cái gì cho ai hết thì bây giờ ta cũng không làm hại ai nữa. Đây là bước ban đầu chúng ta tu, làm sao để trở thành con người vô hại ở trên thế gian này, thì ta tới chỗ nào các loài cũng không sợ ta, mọi người cũng không sợ ta. Mà mọi người không sợ ta nữa thì chúng ta biết á, hộ pháp Long Thiên có thể giao tiếp với ta, có thể gần gũi chúng ta được. Đây là kinh nghiệm tu tôi thấy. Còn mọi người không dám gần ta mà ta nghĩ rằng Phật sẽ hộ niệm cho ta, hộ pháp Long Thiên sẽ tới với ta, cái điều này không bao giờ có. Cho nên kinh nghiệm tu tôi thấy cái này rõ. Cho nên từ cái bước ban đầu, mọi người đó, mọi loài đó, họ có thể gần được với ta, thì bây giờ tới bước thứ hai đó là hộ pháp Long Thiên mới gia bị tới cho ta này. Cho nên gia bị tới cho ta, cho nên các ngài mới có thể mách bảo cho ta biết chứ. Nên Đức Phật nói rằng một thầy tỳ kheo tu tâm thanh tịnh thì cái trường hợp đó có ba việc xảy ra cho họ, phải không? Ba việc xảy ra. Cái việc thứ nhất là khi tâm họ thanh tịnh hoàn toàn, trí họ trở thành sáng suốt, thì bây giờ mới trọn được bốn chữ diệu pháp liên quan. Cho nên do giới thanh tịnh, do đó mà trí tuệ phát sanh. Giới thanh tịnh, trí tuệ phát sanh. Trí tuệ phát sanh và giới thanh tịnh, hai cái này kết hợp lại, ta gọi đó là người trì kinh Pháp Hoa. Cho nên người trì kinh Pháp Hoa là vì do giới thanh tịnh và do trí tuệ sanh. Còn cái người mà trì kinh Pháp Hoa mà không có giới thanh tịnh, phải không? Không có giới thanh tịnh và trí tuệ cũng không phát sanh, thì cái trường hợp này nữa sao? Tức là giả. Cho nên tôi nhớ vào khoảng mấy chục năm trước, có một thầy nữa tới nói với tôi này, đó là tôi đã tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa rồi đó. Tôi mới nhìn ông ta, tôi mới nói: ồ, thầy nói thầy tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa mà sao tôi thấy trong con người thầy chưa có chữ nào hết. Các vị nghĩ sao? Sao tôi nhìn, tôi quan sát toàn thân của thầy, toàn tâm thầy chưa có một chữ nào của kinh Pháp Hoa hết. Thì cái ông thầy mới nổi khùng lên, phải không? Ông thầy nổi khùng lên: tôi tụng 100 kinh, bộ kinh thiệt mà. Đây là cái điểm quan trọng nhất các thầy. Ta đã tụng 100 bộ kinh rồi, nhưng mà sao? Ở trong lòng còn bực tức, trong lòng còn cố chấp, này nghĩ rằng tôi tụng kinh rồi, cho nên nó trở thành cố chấp. Trở thành cố chấp đó, thì ông ta mới lấy cái ý của kinh Pháp Hoa đó: tôi tụng kinh Pháp Hoa mà ai đó dám động tới tôi đó thì coi chừng chết rồi, phải không? Đây cái điểm quan trọng.
Nhưng mà trì kinh Pháp Hoa tức là tâm thanh tịnh và trí tuệ phát sanh rồi thì hộ pháp Long Thiên mới giữ gìn chúng ta, chúng ta mới không chết nữa. Còn này chúng ta tụng kinh nhưng mà tâm chúng ta chưa thanh tịnh, tức là tâm chưa thanh tịnh mà phiền não chúng ta đã phát sanh ra rồi, thì cái trường hợp này làm sao có công đức? Thì chắc chết rồi, chắc chắn chết rồi, không thoát được. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải tâm thanh tịnh trước. Mà tâm thanh tịnh rồi đó, tuệ chúng ta đó phát sanh, thì cái này đó là Phật, là Phật. Tức là tâm thanh tịnh mà huệ phát sanh thì cái này là Phật. Còn bây giờ đó, tâm chúng ta mới thanh tịnh nhưng mà huệ chưa phát sanh thì sao? Cái này là tỳ kheo, phải không? Đây là thầy tỳ kheo này. Thành ra tỳ kheo đó là do thân thanh tịnh và do tâm thanh tịnh. Thân thanh tịnh và tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm không nghĩ những cái chuyện khác. Đấy. Cho nên là không có phiền não. Không có phiền não, không có tham sân si này. Đó, cái này đó là do tâm thanh tịnh. Ta nói trên cái bước đường tu đó, cái chỗ này là quan trọng nhất. Thân thì không có sát đạo dâm, nhưng mà tâm thì không có tham sân si. Cho nên trên bước đường tu đó là cái căn bản ở chỗ này. Mặc dầu đó thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, nhưng mà tuệ chưa sanh. Đấy. Thì cái trường hợp này đó, trong Kinh Pháp Hoa ta gọi là cái người này mới tu được một phẩm của Kinh Pháp Hoa. Cái phẩm này phẩm gì? Gọi là phẩm đạo đức. Đấy. Cái người này là trở thành con người đạo đức rồi đó. Cho nên cái phẩm thứ nhất của Kinh Vô Lượng Nghĩa gọi là đạo đức. Mà đạo đức này lấy cái gì để đo? Lấy cái xã hội này, lấy con mắt của thiên hạ nữa mà đo để biết cái đạo đức của mình có hay không. Ta nên mọi người, mọi loài không còn sợ mình nữa. Không sợ là tại sao vậy? Là vì họ không sợ mình giết họ, họ không sợ mình lường gạt họ, phải không? Họ không sợ mình ăn cắp ăn trộm của họ nữa. Thì đây một thầy tỳ kheo thanh tịnh, đạo đức của chúng ta là chỗ đó đó. Đạo đức của người tu là chỗ này. Thiên hạ không còn sợ chúng ta nữa. Nhưng mà cái tập quán nhiều đời chúng ta gọi là nghiệp á, cái này chưa dứt á, thì trong đời này chúng ta không sát sanh, nhưng mà túc nghiệp chúng ta còn. Cho nên á, các loài vẫn còn sợ. Tôi nhớ tôi có đọc một cái cuốn Kinh Nguyên Thủy mà tôi không nhớ trong cái đoạn nào. Không nhớ nó ở trong cái đoạn nào. Tức là lúc bây giờ đó, Ngài Xá Lợi Phất cùng đi với Đức Phật. Thì bây giờ đó có một con chim bị thương mà nó bay tới, Ngài Xá Lợi Phất đưa tay lên đón nó đậu trên tay Ngài Xá Lợi Phất, xong rồi đó nó nhìn, nó thấy, nó nhìn Ngài Xá Lợi Phất một cái đó, nó bỏ, nó bay qua bên chỗ tay của Đức Phật. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi Đức Phật, nói tại sao con chim á, nó bay tới con định cứu nó rồi, nhưng mà nó lại không ở trên tay con nữa mà nó bay qua cái tay của Đức Phật. Đức Phật nói là ông tuy là trong đời này nữa, trong đời này đó ông không có sát sanh nữa, ông đi tu rồi ông không có sát sanh, nhưng mà túc nghiệp ông còn ấy. Thì túc nghiệp ông còn, cho nên nó đứng vừa ở ngoài xa nó mới nhìn thấy ông nữa, thì nó nghĩ rằng ông không hại nó. Đấy, cho nên trên bước đường tu á, Hòa Thượng Trí Thủ nói với tôi nữa, một thầy tỳ kheo mà có giữ giới đó thì ở đằng xa nhìn thấy đã đẹp rồi, phải không? Thành ra con chim này nó đằng xa nó nhìn, nó thấy Ngài Xá Lợi Phất nó đẹp, cho nên nó bay tới nó nhờ Ngài cứu nó.
Một thầy tỳ kheo đó đi cái dáng đằng xa đó mà thấy đã đẹp rồi. Cái chỗ này các thầy nên biết. Cho nên nếu mà ta thọ trì hết 250 giới của Đức Phật đó, chúng ta thấy này, ở trong này từng cái nhỏ nhặt không? Một thầy tỳ kheo nó đi đằng xa ta thấy đẹp rồi, tại sao vậy? Tại thầy tỳ kheo đó có chánh niệm, thầy tỳ kheo đó có chánh định, cho nên đi trong cái nhẹ nhàng như là không đi, phải không? Thành ra không đi mà đi. Tôi nhớ không biết là tôi có đọc, tôi thấy có một cái giới nào nữa mà Đức Phật nói là một thầy tỳ kheo không được vừa đi vừa nhảy, phải không? Đấy, thầy này vừa đi vừa nhảy thì không đẹp rồi, phải không? Cho nên cái này là Đức Phật dạy chúng ta từng đó. Ở đằng xa thì nhìn thấy đẹp, nhưng mà một thầy tỳ kheo mà đắp y rồi đó mà vừa đi vừa nhảy thì cái trường hợp này chắc chắn đằng xa cũng thấy đẹp, tức là thầy này chưa có giới, mặc dù cái giới nhỏ nhất này nữa, tức là quay nghi chưa có. Đương nhiên là các cái khác thì vẫn còn nguyên hết. Cái thầy tỳ kheo này đó, tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, cho nên đằng xa cái dáng đi đó chúng ta thấy đẹp. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó, tới gần thì thấy đẹp hơn, tới gần thấy đẹp hơn. Tại vì tới gần ở xa thấy đẹp như vậy, nhưng mà tới nhìn kỹ lại đó thì đương nhiên những cái vi tế chúng ta còn, phải không? Các thầy nghiệm xem 3.000 quay nghi chúng ta nữa, ở trong này thì những cái vi tế này còn đây. Ta nên giữ cho đủ 3.000 quay nghi đi, thì cái này vi tế mới hết. Nhưng mà ở trong này thì chúng ta mới có 4 giới thôi, sát đạo dâm vọng thôi đó. Còn thập tam tăng tàng chưa giữ này, phải không? Đó, còn những cái lặt vặt này đó. Ta nên trong cái thập tam tăng tàng mấy thầy thấy cái gì? Cái điểm quan trọng nhất là những cái việc mà liên hệ tới cuộc sống của chư tăng này. Đây là điểm quan trọng nhất. Thành ra cất chùa, phải không? Thành ra bây giờ có một số mà các thầy còn trẻ mà muốn đi cất chùa này, phải cẩn thận chỗ này, phải đọc kỹ cái này lại. Tức là mình muốn cất chùa thì sao? Nó có điều kiện đây. Cất chùa trong luật của Hòa Thượng Thiện Hòa gọi là cất nhà lớn. Nhà lớn ấy, chỗ này là chùa. Để nói dễ hiểu là cái chùa này, cái chỗ mà ở được nhiều người này. Ta nói chỗ này là cái chỗ mà không nạn, không ngại, cái đó là quan trọng. Ta nói tự mình biết cái chỗ này nó không nạn, không ngại. Cái chỗ này là hộp tháp này, tức là đại thí chủ đem cúng cái đất này cho mình là hộp pháp, hộp pháp, cho nên chỗ này không trở ngại. Cái đây điểm quan trọng nhất. Cho nên chỗ giảng đường chúng ta ngồi đây là gì? Ngày xưa cái này đó là cái chỗ mà bến xe khách, chỗ này là xe khách đem về để chỗ này này. Mà cái chỗ này là xe khách mà vô để ở cất chùa được không? Trong cái thời mà của thầy Huệ Sướng quận Tân Bình không được, muốn lấy cái này lấy không được đâu. Nhưng mà khi tôi lên làm trưởng ban trị sự thì chính cái chỗ này nữa là ông Nguyễn Minh Triết lúc đó ông làm bí thư thành ủy này, ông mời tôi tới để ông giao cái này, giao cái chùa Phổ Quang rồi này, giao cái chỗ này để cất nhà truyền thống này. Cái này ngày nay ta dùng chữ hộp tháp. Cái đất chỗ này hộp tháp. Hộp tháp tại sao vậy? Tức là chính quyền đã cấp cho chúng ta, cấp chúng ta có sổ đỏ đàng hoàng, phải không? Cái này đất hộp tháp. Mà hộp tháp thì cái này mới được một phần gọi là không trở ngại. Chứ mà chưa hợp pháp mà tới đây cất thì trường hợp này làm sao được? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thành ra mình tới đây mình cất thì cái trường hợp này không hợp pháp thì người ta tháo gỡ, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa đó,
Nên bây giờ đó, cái khi mình có cái chùa này xong rồi đó, mấy hôm trước tôi thấy người ta tới, người ta buôn bán mà xe đi vô chùa nữa cũng không được, phải không? Nhưng biết bây giờ đó, mấy thầy nỗ lực tu sao đó mà cái đường trước này nó dọn sạch rồi. Đấy, cái điểm quan trọng chứ. Như vậy tu có kết quả đó chứ. Thành ra chư tăng siêng năng trì giới tu hành, đương nhiên nó còn cái kết quả. Hộ pháp Long Thiên quan tâm tới ta nữa, thì cái trường hợp như vậy có. Còn trước đây tôi nhớ là mấy thầy ra nhờ công an khu vực, rồi nhờ công an quận, nhờ đủ chỗ hết, nhưng mà đâu nó cũng vô đó thôi. Cho nên chúng ta cố gắng tu để nó có giới cái đã, nó có giới, nó có đức cái đã. Thì từ cái chỗ này, một thầy tỳ kheo có đức hạnh ở đây, thì tự nhiên hộ pháp Long Thiên giữ gìn. Mà hộ pháp Long Thiên giữ gìn á, gần ta nhất á, là chánh quyền này. Tức là chánh quyền họ giúp đỡ chúng ta, họ ủng hộ chúng ta, ta ở một cách hợp pháp. Thì cái trường hợp này đó, thì chắc chắn hộ pháp Long Thiên mới có gia bị tới được. Tức là khi mà hộ pháp Long Thiên gia bị tới đó, thì tôi nói mấy thầy sao? Tôi nói đó là dùng cái chữ gọi là chư thiên mách bảo. Cái này trong kinh này, tức là một thầy tỳ kheo thanh tịnh thì thường thường nữa chúng ta có tiếp cận được với chư thiên, cho nên mới có chư thiên mách bảo. Tức là khi chúng ta ngồi yên, tâm chúng ta thanh tịnh, thì lúc bây giờ tâm chúng ta nữa, nó mới có cái giao thoa được với thế lực siêu hình vô hình, cho nên là chúng ta nhận ra được. Ta nhận ra được cái chỗ này, cho nên chúng ta nghe được chư thiên mách bảo chúng ta. Họ nghe bằng cái gì? Tức nghe bằng cái tâm thanh tịnh chúng ta, chứ không phải nghe bằng lỗ tai, phải không? Ta nên nghe bằng tâm, nó khác với nghe bằng lỗ tai. Cái khi tâm chúng ta thanh tịnh thì lúc bây giờ người ta gọi là lục căn hổ dụng, tức là dùng cái tâm chúng ta để nghe, dùng cái tâm chúng ta để thấy, dùng cái tâm chúng ta để biết, chứ không phải cần con mắt để thấy, lỗ tai để nghe nữa. Bây giờ lỗ tai không dùng nữa. Ta nên muốn nghe chư thiên là không dùng lỗ tai nữa rồi, mà dùng tâm để nghe. Muốn thấy chư thiên thì không dùng mắt để thấy nữa, nhưng mà dùng tâm để thấy, phải không? Đấy. Cho nên chỗ này để quý vị thấy, ta gọi là người mù mà thấy được, người điếc mà nghe được. Trên bước đường tu cũng thấy chứ. Ta nên cái người tu đó, mà khi họ bế quan cái, tức là họ lấy giấy họ bịt lỗ tai lại, họ bịt mắt lại, phải không? Họ ngồi yên chứ, để họ tập cái đó là không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai nữa. Ta nên thấy bằng mắt, nghe bằng tai, thì trường hợp này ta nghe ở trong lục trần, phải không? Phiền não phát sanh, cho nên ta đóng kín cái này lại, đóng kín sáu cái giác quan này lại nữa, thì lúc bây giờ ta nghe bằng tâm, nghe bằng tâm. Nhưng mà nếu hãy tâm chúng ta còn dao động, tâm chúng ta còn dao động, thì tất cả những cái gì ở trong a lại gia thức, trong tiềm thức chúng ta đó, nó hiện ra. Thì cái này ta nghe bằng thức, nhưng mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, vượt qua cái thức, phải không? Vượt qua cái chỗ thức này đó, thì ta có thể nghe được âm thanh của chư thiên. Ta nghe được chư thiên, ta thấy được những cái cảnh giới đẹp của chư thiên, thì chỗ này đó ta gọi là chứng được thiên nhãn này. Ta nên chứng được thiên nhãn thông là chỗ này nữa. Ta nên dùng tâm chúng ta mà thấy được các cõi trời, dùng tâm chúng ta mà thấy được thế giới cực lạc, phải không? Thì thấy được cái này, nghe được âm thanh của chư Phật, thì lúc bây giờ người ta gọi là nghe được kinh Pháp Hoa, mà ngài A Nan nói rằng không nghe mà nghe, phải không? Ta nói trên bước đường tu đó, ta nói ban đầu các thầy tỳ kheo đọc kinh thì bảo rằng nghe mà nghe, tức là có người giảng, có người nghe, cho nên cái này là nghe một cách thông thường.
của các thầy tỳ kheo. Nhưng mà các thầy tỳ kheo đi vào định rồi đó thì vượt lên trên một bậc nữa đó, người ta gọi là không nghe mà nghe, tức là không nghe Phật nói pháp nữa, không nghe Đức Phật nói pháp nữa. Nhưng mà lúc bây giờ đó, vào ở trong định, cái tâm nó thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ đó các thầy tỳ kheo đó họ vẫn nghe được pháp âm của Đức Phật, họ nghe được pháp âm của Đức Phật. Cái này gọi là không nghe mà nghe. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta từng bước ta đi vào, đi vào ở trong này đó, tới cái bước mà không nghe mà nghe đó, thì cái này ta gọi là chứng được cái thiên nhĩ thông. Cho nên chứng được cái thiên nhĩ thông, thành ra ta ở tại thế giới này nhưng mà ta nghe được âm thanh thuyết pháp của chư Phật trong mười phương. Ta ở thời này nhưng mà ta nghe được pháp âm từ thời Phật Quay Âm Dương thuyết vẫn được. Thì cái này sử dụng cái gì? Tức là sử dụng cái tâm chúng ta để nghe. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa cho chúng ta biết đó, khi Ngài còn tu hành Đạo Bồ Tát, Ngài còn tu hành Đạo Bồ Tát đó, Ngài là thường bất khinh, phải không? Mà khi đó nghiệp hết rồi, tức là nghiệp tận rồi đó, thì Ngài nghe được 200 muôn ức bài kệ của Phật của em Dương. Cho nên ta nghe được pháp âm của chư Phật thời quá khứ được. Đây là cái quan trọng nhất. Cho nên cái này ta bảo là nghe bằng cái tâm, mà không nghe mà nghe, phải không? Không nghe ngôn ngữ mà nghe được pháp âm của Đức Phật đó, thì cái trường hợp này đó, bảo rằng tâm chúng ta thanh tịnh. Thì như vậy đó, ở trên bước đường tu của chúng ta đó, ta bước qua cái phẩm kinh thứ hai của Vô Lượng Nghĩa là trí tuệ. Tức là tuệ pháp sanh ra là do giữ giới thanh tịnh, tâm chúng ta thanh tịnh, cho nên lúc bây giờ tuệ sanh ra. Tuệ sanh ra chúng ta mới thấy được. Thấy được cái gì đây? Thấy được nhân duyên. Mà Đức Phật nói cái người nào thấy được nhân duyên đó, thì người đó mới là thấy. Còn thấy vật không gọi là thấy đâu. Tức là thấy một người, thấy một vật mà biết cái nhân duyên giữa mình với vật đó, giữa mình với người đó, trong kiếp này, kiếp trước và những kiếp về trước nữa. Cho nên cái quan trọng nhất của thầy tỳ kheo là phải thấy cho được cái nhân duyên này. Một người tới với ta, ta biết người này tới để làm cái gì đây? Ta nên tới để đòi nợ không? Ta nên một vị thiền sư mà đắc đạo, cái tâm thanh tịnh rồi đó, thì người ta biết được trong cái túc nghiệp đó, tới cái ngày đó, tháng đó, năm đó có một người tới đòi nợ, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn cái này để trả, phải không? Tôi nhớ không biết đọc cái câu chuyện nào đó mà có một vị thiền sư đang ngồi thiền, thì một cái tên cướp nó tới, nó giác dao tới. Giác dao tới thì ngài xả thiền này, ngài kêu nó: à, ta thiếu ngươi vàng chứ ta không thiếu ngươi mạng, nghe chưa? Cái ngài móc ở trong trong túi ra một một cái thỏi vàng, ngài ném cho thằng ăn cướp, thì nó lấy cái thỏi vàng nó đi đi đó. Tức là ngài biết mình còn thiếu nợ cái này, thiếu nợ cái này, cho nên ngài chuẩn bị sẵn một thỏi vàng để sẵn ở trong trong túi. Mấy thầy tỳ kheo khác thì nhìn thấy nó, thầy tu mà thầy còn giữ vàng, phải không, là phạm giới. Ông cũng không nói gì. Nhưng mà tới bữa đó tên cướp tới đó, thì ông mới lấy thỏi vàng, ông giục nó, ông nói: ta thiếu người vàng nha, trả. Thế xong. Tức là biết trước. Hay là ngài An Thế Cao, ngài từ bên nước An Tức, mà ngài biết ngài còn thiếu mạng một một người ở bên Trung Quốc đó, cho nên ngài mới đi qua bên Trung Quốc. Ngài đi qua Trung Quốc đó, thì bây giờ thì tự nhiên có một cái anh nhìn anh thấy ngài An Thế Cao ăn mặc theo cái kiểu thầy tu này, lạ quá, phải không? Cái thời đó chưa có thầy tu. Anh tưởng là yêu quái, anh chém một dao một cái là ngài chết đi. Đấy. Tức là trả mạng, biết mình thiếu nợ mạng cho nên đi tới đó để trả mạng, biết mình thiếu nợ tiền cho nên đi tới đó để trả nợ tiền cho hết. Cho nên này gọi là thấy nhân duyên. Cho nên trên bước đường tu đó, nếu mà mấy thầy quán nhân duyên và thấy được nhân duyên đó, thì mọi việc trên cuộc đời này ta biết đó là chuyện thường. Chuyện thường, không có gì
mà đáng quan tâm hết. Còn không thấy được cái chỗ này nữa thì nhiều khi mấy thầy là ức, biết tại sao như vậy. Tại sao tôi tốt nó như vậy, tôi thương nó như vậy, tôi giúp đỡ nó như vậy, mà tại sao nó phản tôi, tại sao nó hại tôi, phải không? Đây là tại vì mấy thầy chưa đắc đạo, chưa thấy được nhân duyên. Thành ra trở về tu giới trở lại đi. Thành ra trở về tu giới trở lại để cho giới thanh tịnh. Rồi lúc bây giờ huệ sanh thấy được nhân duyên, thấy rõ hết. Nên có một hòa thượng nuôi một ông đạo, nên cho ăn học đàng hoàng. Thì bây giờ cái ông đạo này, ông hoàng tục mất rồi, phải không? Ông hòa thượng này buồn quá khóc. Cho nên mình nuôi nó, mình lo cho nó, nó ăn học cho giỏi đi, để đặng nó về nó thay mình nó trụ trì ngôi chùa này. Nhưng mà giờ nó về cái nó không tu nữa, hoàn tục. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Ta nói, tôi mới nói này, tôi mới nói đó, cái ông đạo mà hòa thượng nuôi đó, hòa thượng nuôi ông này đó để cho ông trở thành một vị sa môn, để cho trở thành vị trụ trì trong tương lai. Nhưng mà hòa thượng quán cái nhân duyên giữa cái ông này đó về tu hành, và cái nhân duyên giữa ông này đó với thế tục. Hòa thượng thấy này đúng không? Ở đây nó quan trọng chứ. Cho nên cái người đó mà hảo tâm xuất gia, quyết chí xuất gia và quyết tu hành để đắc đạo đó, thì cái chỗ này đó, ta đầu tư vô chuyện này bình thường. Còn cái này không phải, nó không phải cái này, cái nghiệp bên kia này. Cho nên cái nghiệp nào nặng thì cái đó kéo đi thôi, phải không? Ta đang thấy này là nhân duyên bình thường. Cái ông này thì ông phải như thế này. Cho nên ta đọc lại cái câu chuyện mà Lý Công Quẩn, ta thấy ông Lý Khánh Vân thì nuôi ông Lý Công Quẩn này, dạy dỗ, bắt tụng kinh, bắt lại Phật, bắt sám hối, bắt làm cái chuyện này hết. Nhưng mà ông này không bao giờ nghe, không bao giờ nghe, mà lại càng quậy phá thêm nữa, phải không? Thì bây giờ ông Lý Khánh Vân nói là cái ông đạo này khó dạy, phải không? Ông Vạn Hành ông đắc đạo rồi, cho nên ông quán nhân duyên, ông thấy ông nói cái ông này đó là sẽ làm vua, mà bây giờ dạy ông để làm ông sư thì sao được, cho nên phải dạy ông làm vua nữa. Cho nên ông mới nói với ông Khánh Vân, ông bảo là sư huynh nuôi không được, dạy không được, thôi để tôi dạy cho. Cho nên sư Vạn Hạnh mới dắt ông Lý Công Quẩn về dạy ông Lý Công Quẩn cái cách làm vua, phải không? Để sau này Lý Công Quẩn lên làm vua nhà Lý, tức là Lý Thái Tổ. Cho nên thấy nhân duyên là thấy cho này. Cho nên tu hành mà do giới và sanh ra tuệ, tuệ mới thấy được nhân duyên. Mà thấy được nhân duyên nên ta bảo đây là thấy được pháp, tức là pháp của Đức Phật. Thì tới thấy được pháp này đó, thì bây giờ chúng ta mới ở trong pháp của Đức Phật, chúng ta tu thì chúng ta mới được an lạc và giải thoát. Còn nếu không thấy được pháp mà không trụ ở trong pháp đó, thì cái trường hợp này đó, luôn luôn bị phiền não quấy rầy ở trên bước đường thôi. Cho nên khi mà thấy được pháp và trụ trong pháp rồi đó, thì lúc bây giờ đó tùy duyên mà giáo hóa chúng sanh. Cái này là hành Bồ Tát Đạo này. Tên là hành Bồ Tát Đạo, tức là cái việc thứ ba là làm lợi ích cho cuộc đời, phải không? Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này để làm lợi ích cho cuộc đời là chính. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ tới cái bước thứ hai này thôi, thành ra phần lớn là người ta bảo rằng mấy thầy đi xuất gia tu hành theo Phật, ta không làm gì hết, cứ ôm mình đi khất thực xong rồi nữa, kiếm chỗ ăn rồi nữa ngủ, phải không? Nhưng mà cái chính tu của chúng ta đó, trong cái lúc mà không làm gì đây nữa,
ngồi yên để cho cái tâm nó thanh tịnh lần, để quán sát tất cả các pháp đây nè, để mà đắc đạo nữa. Nhưng mà khi đắc đạo xong rồi đó, thì lúc bây giờ mới thấy được nhân duyên, mới hành Bồ Tát đạo theo nhân duyên. Thì cái này qua tới cái phẩm thứ ba của vô lượng nghĩa, là làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Cho nên Đức Phật có quy định rõ ràng, mà chúng ta thấy khi mà Ngài tới đọc quyển giáo hóa năm anh em ông Kiều Trần Như, lúc bây giờ đó chỉ có Kiều Trần Như là đắc quả La Hán. Đắc quả La Hán tức là tuệ sanh, phải không? Đức sanh, tuệ sanh. Thì bây giờ đó Đức Phật cùng với Kiều Trần Như đi khất thực, còn bảo bốn ông kia ở nhà tu chứ không được gì, tức là không được làm gì hết. Ta nên chỉ ngồi đó mà suy nghĩ cái thiền tứ niệm xứ này đó, cho đến đắc được cái thiền tứ niệm xứ để đi vào được cái dòng thánh cái đã. Đó. Cho nên cái giai đoạn đầu là không làm gì hết mà chỉ chuyên tu. Ta nói chuyên tu rồi khi mà đắc được thánh quả rồi, tức là thấy được nhân duyên rồi, thấy được nhân duyên rồi đó, mà không ra làm đạo cứu nhân độ thế thì cái này không phải là vị A-la-hán thiệt, tức là tăng thượng mạng. Ta nói ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói cái này, tức là đắc quả La-hán mà không tin được Kinh Pháp Hoa là người đó là tăng thượng mạng. Cho nên bảo là Bồ Tát mới phát tâm và tỳ kheo tăng thượng mạng hay này khác. Tại vì chưa thấy nhân duyên thì không thể giáo hóa chúng sanh được, nhưng mà thấy nhân duyên đắc độ mà không độ đó thì cái này là mất tâm từ bi, phải không? Tức là mất cái tâm từ bi không được. Người có nhân duyên đắc độ thì độ. Cho nên Đức Phật nói là những người đáng độ ta độ, còn những người không đáng độ Đức Phật không độ. Phần lớn chúng ta phạm phải sai lầm là cái người không đáng độ, cái người nên tránh đi mà chúng ta lại tiếp cận, thì cái này chúng ta thọ quả báo là chuyện này đương nhiên. Cái người không nên gần gũi, cái người không nên tiếp độ mà chúng ta độ thì hỏng. Đó là trên bước đường tu. Cho nên do cái giới thanh tịnh tuệ sanh ra, mà giới với tuệ hai cái này hợp lại ta gọi đó là Pháp Hoa. Ta nói người trì Kinh Pháp Hoa là chỉ có giữ giới thanh tịnh và giữ trí tuệ của mình để thấy rõ nhân duyên mà làm đạo, thì lúc bây giờ hành Bồ Tát đạo được.